lúc ốc nhà dồn bồn lý, lúc chùm tiêu ốc nhà hiệu lốt nâng bốt bởi sát trường vọt chật ngái đằng hai cả thân ở tiên xa mà ký, cho tới vọt ba rồi mấy cổ đồng. Lúc ốc nhà dồn bồn lý, nâng lúc chùm tiêu ốc nhà hiệu lốt bồn tăng bốt bởi sát thằng ốc ban nâng hai cả thân ở tiên xa mà ký, tới với bộ kênh bà sáng công trăm bà rô xá, ở đây dạy bây khái, nơi vót ba rồi mấy cô đám sẽ thật nơi phúng cốt ổn cúng, khung bố chá, sọc bây cả bác, khai tà kèo. Không ổn cả nốt lục ốc nhà dồn bồn lý nâng lục chùm tiêu ốc nhà hiệu lốn bán miên bà sát thá, đòi xa bà tê chiên miên sốc xoan tệ phiếp, sẽ thay đổi phiếp này dỗ bái. Nâng ca áp hì vót cực tì gần lãnh thưa ơi bà chiêu bồ rốt dưỡng miên ổn cả bán thưa đồng nà cầm sán, bà có bà rô xí bán đòi xe rấy, nâng thưa bốn tiến bán cực tì gần lãnh tu tên bà tê. Lục ốc nhà bán ổng biểu nếu đòi nhà thơ cực lùm đập thân áp bà chiêu bồ rốt, xông chô ruông thay rẽ xa xanh tệ phiếp tặng ọc nế, nâng đăng côn xanh tệ phiếp. Vì bố xanh tệ phiếp, miên đầm lãnh mạnh ai cắt lại bán, xông ráp mà nụ chết lơ bị phốp lốt đòi xanh tệ phiếp. Nơi Campuchia nâng nấu bần to phiếp răng mõm sự thật sự thế, công bốn chị em mà tạ. Xong mình chạy tha cả thần ở tiến cư bôn muối đài miên tài khăn ông bạc bột sạch sạch tại bần nó. Nâng chìa tiến miên một tám pháy bạc vị nấy, hay coi chìa cao tiến đó bị xe muối miên cầm nạt bê về lìa cho ba lúa. Bồn mến chạy thật phơ nơi bê na cậu ban tam chất nụ lào. Rồi dạy cao tòa tua cả thần ở tiến cả đấy, nâng rồi dạy cao cả thần ở tiến cả đấy. Ai phơ ban tài khăn ông mà phải bạm buôn thằng ngay cứ chạp bị thằng ngay muối rối khai ạ sốt đó thằng ngay đọc bạm cát khai cả đấy. Bà tam lúc rồi thiên cả nạ ca mà thị ca ạ chá, bạn ở đằng thá, bạ cháy đá ốc nhá nâng lúc chùm tiếu, bòm tàng bột bò rì sắt, đá đằng hai tờ can vọt ba rồi mấy cô đấm. Giá rốc thạ bì ca bò mán, mùi rồi đập rằm buôn liên riêng, xùm ráp co sang nâng chua chua xòm mật tập hòn nia nếc nông vọt phòng đài. Sở hạ phiếp sở hạ chìm số phép mừng cổ ca mô cổ Campuchia, cả bì lực sử dụng nâng bà rùm rô bọc bông bà ôn ca mô cổ Campuchia.